25 tiếng về, bát 25, cần một chép giấy lợi 25 danh tiếng. Cặp này thì hàng gọi là hàng cực đẹp để phục vụ các bác nhé. Đấy, cái căn này nét như Sony luôn. Khung thép. Đây. Cặp này series là 2530 nha. Hai vi tinh chỉnh nha các bác. Đây tiếng loa này, các bác cùng ngắm tiếng loa của em nó nha. Đấy. Nút mùa luôn. Đẹp đẹp nhá nhựa luôn các bác. Đấy. Hàng bên em tiến về, bát 25, cần gù su. Cần bút đó các bác. Anico nha. Các bác gíp đèn những dòng đèn mà 2W, 3W, rồi 5W là có gíp vô tư hết. Đừng nói chơi những dòng mà bắn dẫn các bác. Tại gíp những dòng âm ly cổ Lukman, Aquafire, Bioner, Sansu vân vân. Gọi là tuyệt vời. Dòng 36 đồ cắt rất nổi tiếng rồi. Dễ chơi, dễ gíp, tiếng hay. Thùng của nó là thùng thùng kiểu thùng thông nha các bác. Rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh, lo tuyển chọn nha. Giá 15 bao ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 14.800 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền, cọc giúp em khoảng 10% trở lên, 1.500.000, 2 triệu gì đó là em ship hàng tận nơi. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại khi nhận hàng với bưu tá. Còn sản phẩm thì các bác yên tâm, bên em hàng tuyển chọn và những sản phẩm là đúng chất từ nước ngoài về để các bác mình sở hữu và đủ đẹp, nó đẹp đúng chất của nước ngoài. Nó đạt một cái chất rất là đẹp. Từ thùng vách kem đạt tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Tiếp tục cả tiếp theo đây các bác cùng xem nha. Đấy các bác ngắm đây. Đấy, cái chất nước ngoài về nó đạt như thế này này các bác. Sắc sảo. Trạm loa thì nó sử dụng trạm loa mỏ chim bắp chuối. Phía sau cũng rất là đẹp nha các bác. Đặc trưng của dòng Ribe thì phía sau nó màu đen. Họ sơn một lớp màu đen nha. Không một vết cắn nữa hết nha. Rồi, bác nào muốn sở hữu cặp L36 đời cáp series 2530 thì liên hệ cho em nha. Qua hai số điện thoại trên. Giá 15 bao ship. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 770 277 nha.